Thông tin mới nhất liên quan tới vụ nữ trưởng phòng công chứng bị một người đàn ông tấn công ở Hạ Long. Theo thông tin mới nhất, sau khi nắm bắt được thông tin về vụ việc của nữ công chứng viên, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an thành phố Hạ Long điều tra xử lý vụ việc. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã chỉ đạo Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Điều tra xác minh làm rõ vụ việc nữ trưởng văn phòng công chứng bị tấn công ngay tại nơi làm việc. Đại diện công an thành phố Hải Long tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã mời ông VTD, 45 tuổi ở xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, người có hành vi nhổ nước bọt, tung cước vào mặt nữ công chứng viên tới làm việc. Nạn nhân trong vụ việc là chị NTT, 42 tuổi, trú tại thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh, công chứng viên, trưởng văn phòng công chứng NTT tại tổ 3, khu Chới 6, phường Hoàng Bồ thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Theo nội dung đơn trình báo của chị T, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 23 tháng 2, tại văn phòng công chứng NTT, chị T đã bị ông VTD nhổ nước bọt và tung cước vào mặt, khiến cho nữ công chứng viên này phải vào bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh để điều trị. Sau khi sự việc xảy ra, chị NTT đã làm đơn cầu cứu gửi Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an thành phố Hạ Long và các cơ quan chức năng khác. Chị T cho biết thêm, người đàn ông hành hung và xúc phạm chị trong video clip được đăng tải trên mạng xã hội. Trước đó, đã nhiều lần có hành động chửi bới, đe dọa khiến chị và gia đình luôn phải sống trong lo sợ. Cũng theo chị T, từ tháng 12 năm 2022, ngay lần đầu đến văn phòng công chứng NTT, người đàn ông tên D đã có thái độ hung hãn, khiếm nhã. Chị T bức xúc, tôi đề nghị khởi tố vụ án hình sự đối với đối tượng D vì tội làm nhục người khác và tội cố ý gây thương tích với những hành động côn đồ. Đại diện công an thành phố Hạ Long cho biết, sau khi nhận được đơn tố giác của bà NTT, công an thành phố Hạ Long đã khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, điều tra làm rõ. Qua giám định, bà T có mức độ thương tích là 1%. Cũng theo đơn vị này, ông VTD là cổ phần lớn nhất của văn phòng công chứng NTT tại tổ 3, khu chới 6, phường Hoàng Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, với hơn 60% cổ phần. Mặc dù nguyên nhân vụ việc chưa được làm rõ, nhưng dù thế nào đi nữa, thì hành vi cố ý gây thương tích cho người khác là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây tổn hại cho sức khỏe người khác, gây nguy hiểm cho xã hội. Vì vậy, hy vọng cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.